Để phục vụ nhu cầu của du khách, tỉnh Quảng Ninh quyết định kéo dài thời gian tham quan trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long đến trước 20 giờ, bắt đầu từ ngày 20 tháng 10. Theo đó, từ 20 tháng 10, đối với tàu tham quan ban ngày và mùa hè tính từ mùng 1 tháng 4 đến 31 tháng 10, được xuất bến từ 5 giờ và về bến chậm nhất là 20 giờ, thay vì 6 giờ đến trước 19 giờ như hiện nay. Và mùa đông tính từ mùng 1 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau, tàu tham quan ban ngày xuất bến từ 5 giờ 30 và chậm nhất 19 giờ phải về tới bến, trong khi hiện nay là 6 giờ 30 đến trước 18 giờ 30. Đối với tàu nhà hàng hoạt động ven Vịnh Hạ Long, chậm nhất 23 giờ phải về bến, trong khi hiện nay là 22 giờ. Với tàu lưu trú qua đêm trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, phải vào khu vực lưu trú qua đêm trên Vịnh chậm nhất là 18 giờ vào mùa đông và 19 giờ vào mùa hè. Thời gian hoạt động của các phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước trên Vịnh từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30. Các quy định trên không áp dụng đối với tàu du lịch khi không vận chuyển hành khách. Việc kéo dài thời gian thêm 2 tiếng cho tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long có thể sẽ là cơ sở để các công ty lữ hành nghiên cứu mở thêm sản phẩm du lịch mới cho du khách. Hiệp hội Du lịch Măng Đen cho biết, khu phố đêm được tổ chức dưới tán rừng thông thị trấn Măng Đen, huyện Con Plông, tỉnh Kon Tum đã hoàn thành đầu tư và mở cửa phục vụ du khách. Phố đêm Măng Đen là sản phẩm du lịch mới nhất được đưa vào hoạt động tại điểm đến này, là nơi diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mua sắm, ẩm thực, cắm trại và hỗ trợ du lịch. Những năm qua, thị trấn Măng Đen đã hình thành các điểm du lịch như Thác Ba Sĩ, Hồ Đắc Ghe, Làng Văn hóa Cộng đồng Con Pring, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú. Việc hình thành khu phố đêm sẽ tạo điều kiện cho du khách khi đến với Măng Đen được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn về đêm. Đồng thời tạo điều kiện cho người dân có cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của huyện, góp phần tăng thêm nguồn thu nhập. Hà Nội đang trong những ngày thu đẹp nhất và đây cũng là khoảng thời gian du lịch Hà Nội vào mùa cao điểm. Kênh truyền hình CNN đã nhận xét Hà Nội là một trong 12 điểm đến lý tưởng nhất thế giới vào mùa thu. Được coi là đặc sản của thủ đô, nhưng để thu hút du khách đòi hỏi ngành du lịch xây dựng tour đặc trưng riêng và làm thế nào để mùa thu Hà Nội trở thành sản phẩm hút khách du lịch vẫn là trăn trở của những người làm du lịch. Riêng với cá nhân tôi thì mùa thu Hà Nội nó có cái gì đó nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến và tôi nghĩ rằng bất kỳ khách du lịch nào đến Hà Nội sẽ rất ấn tượng với cái mùa thu Hà Nội. Hà Nội là một thành phố an toàn và rất hấp dẫn tôi, từ nét văn hóa 1.000 năm đến rất nhiều công trình nghệ thuật ở đây, con người ở đây cũng rất là tốt và dễ mến. Đó là cảm nhận của bất cứ ai khi trải nghiệm mùa thu ở Hà Nội. Năm nay, để tạo dấu ấn cho sản phẩm du lịch mùa thu, một số đơn vị lữ hành triển khai tour trải nghiệm mùa thu Hà Nội qua năm giác quan cho khách tham quan. Sức hấp dẫn của mùa thu là điều kiện thuận lợi để xây dựng những sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng có cho Hà Nội. Mỗi độ thu về thì chúng ta sẽ cảm nhận là Hà Nội bằng không chỉ 1, 2, 3 giác quan mà hẳn là 5 giác quan. Thì cái này là cái chương trình tour thu Hà Nội mới được công ty du lịch AZA đưa vào để giới thiệu với cả du khách trong và ngoài nước. Và với cả cái chi phí này thì vô cùng là hợp lý, nó sẽ chỉ độ khoảng tầm là 300 ngàn một người thôi. Mùa thu Hà Nội được ví như mùa vàng du lịch khi tạo sức hút mãnh liệt với du khách bởi tiết trời mát mẻ, cảnh sắc yên bình. Một chiến dịch du lịch mùa thu Hà Nội tập hợp sản phẩm du lịch mùa thu của các doanh nghiệp thành chùm tour chuyên biệt dành riêng cho Hà Nội đang được các đơn vị làm lữ hành đặc biệt quan tâm để những mùa vàng bội thu. Hà Nội đang liên tục tổ chức các sự kiện thường niên vào mùa thu, vừa để quảng bá, vừa để kể những câu chuyện đầy ấn tượng. Tiêu biểu như Festival Áo Dài Du lịch, Festival Thu Hà Nội, Lễ hội Quà Tặng. Ví dụ như các hoạt động sự kiện như thể là đạp xe áo dài kết nối du lịch với di sản, chương trình City Bus, chương trình Vũ điệu Dancer, chương trình Thử thách Check-in, áo dài với các khu điểm du lịch để từ đó rằng các địa phương có thể là nhờ hình ảnh áo dài để lan tỏa cái địa danh, cái địa điểm nổi bật của địa phương mình đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chúng ta có thể xây dựng cái sản phẩm du lịch dựa vào cái văn hóa bản địa của Hà Nội, dựa vào những cái khung cảnh của 36 phố phường, dựa vào những cái nét truyền thống của người Tràng An, dựa vào những cái điểm đến của toàn bộ thành phố thủ đô để làm sao mà có nhiều cái sản phẩm cũng như là nhiều cái chương trình có thể lựa chọn cho khách du lịch trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, câu chuyện
làm sao để du khách đến với Hà Nội rồi vẫn muốn quay lại nhiều lần nữa. Không phải chỉ ở khung cảnh, sản phẩm cũ, mà với những sản phẩm mới sáng tạo chỉ ở phố cổ Hoàn Kiếm, ở các điểm du lịch nội đô mà cả những điểm đến ngoại thành vẫn là trăn trở của những người làm du lịch. Các chuyên gia cho rằng Hà Nội vẫn đang thiếu một chiến lược bài bản và mang nhiều yếu tố sáng tạo để xây dựng thương hiệu du lịch mùa thu Hà Nội. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm du lịch mùa thu, đặc biệt là với thị trường khách quốc tế.